Chiếu Phong, là huynh sao? Là ta mẫu đơn. Tiếu Phong, ta vẫn còn một ít đồ chưa xếp xong. Ta rót cho huynh tách trà trước. Huynh ngồi xuống nghỉ ngơi chờ ta một lát. Không cần đâu, cô cứ đi xếp đồ để tự ta. Vậy cũng được, như vậy sẽ nhanh hơn. Dù sao sau này chúng ta còn nhiều thời gian. Hà Bổ Đồng, hôm nay nếu không vì có mẫu đơn trong phòng, đầu ngài đã lìa khỏi cổ rồi. Vẫn nên biết điều một chút, bớt lo chuyện Bao Đồng. Tiếu Phong, có người gõ cửa. Quynh ra mở cửa đi. Tiếu Phong, vừa rồi có chuyện gì? Không sao, một trận gió lớn. Nếu phải đi xa, có phải mọi thứ của huynh bây giờ đều sẽ mất hết không? Huynh không quyến luyến, không tiếc nuối sao? Giống chỉ có một thứ ta không đành lòng, nhưng chỉ cần muội yên lòng thì đều không quan trọng. Cẩn thận. Nào. Muội cứ nghỉ ngơi một lát, ở đây tạm mấy ngày. Đợi ta thu xếp hết những gì còn lại, lúc đó chúng ta sẽ đi. Chờ ta một chút. Bây giờ ta không nhìn được nữa. Trong mắt ta, nàng vẫn luôn đẹp như vậy, chẳng có gì khác biệt. Thật sao? Thật. Vậy chàng đưa ta đi có được không? Chàng biết ta chưa bao giờ thích đối diện với những kẻ đó. Khó khăn lắm mẫu thân mới đồng ý cho ta nhận nàng làm thiếp. Bây giờ mắt nàng đã như vậy rồi, trước nàng về phủ e là sẽ có nhiều bất tiện. Chúng ta cứ từ từ, được không? Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi. Vài ngày nữa ta sẽ đến thăm nàng. Chẳng phải huynh định đưa cô ấy đi sao? Sao loanh quanh một hồi lại trở về quán ta? Bất kể là Hạ Thanh hay là Hầu Gia, chắc chắn họ đang tìm kiếm ta khắp nơi. Chắc nghĩ ta đang trốn ở núi sâu hoang dã, mà không biết chỉ có quán trọ Hồng Trần của huynh mới là an toàn nhất. Huynh yên tâm, sẽ có đầu mối sớm thôi. Ta vẫn chưa lấy được trục tranh cuối cùng. Nếu như lấy được là tốt nhất, còn lỡ không lấy được thì cuộc đời ta sẽ phải tiếp tục đào dông.
Huynh và mấy người huynh đệ quá cố, vào sinh ra tử bên ngoài, vì thiên hạ, vì bách tính, vì thái bình, bây giờ lại phải đào dông, dựa vào cái gì chứ? Cho ta thêm một chút thời gian, nhanh thôi, ta sẽ giúp huynh và những huynh đệ đó giành trục tranh về.